Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và lãnh đạo các sở ban ngành. Xuất phát từ nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay Đà Nẵng đã hoàn thành dự thảo quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bám sát quan điểm mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị và các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng. Quy hoạch đặt ra quan điểm tập trung phát triển thành phố theo 3 trụ cột, trong đó đã nghiên cứu tích hợp đồng bộ yếu tố văn hóa vào sự phát triển du lịch, trở thành một trụ cột quan trọng của thành phố. Đó là du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế và yếu tố văn hóa tạo nên sự độc đáo khác biệt. Hai trụ cột quan trọng khác là kinh tế tri thức với hai mũi nhọn là công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số. Và trụ cột thứ ba là trung tâm dịch vụ chất lượng cao với hai mũi nhọn là cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics và trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực. Trong quá trình lập quy hoạch, thành phố luôn đảm bảo việc thực hiện tích hợp theo chiều dọc trên nguyên tắc tích hợp hai chiều từ trên xuống và từ dưới lên với quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành lĩnh vực cấp quốc gia đã được phê duyệt hoặc đang được lập đồng thời và các nội dung tích hợp vào quy hoạch được giao cho các sở ngành quận huyện của thành phố thực hiện. Cũng như tích hợp theo chiều ngang với quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và các tỉnh trong vùng thông qua việc tham gia ý kiến tổ chức hội thảo để thống nhất đồng bộ các định hướng phát triển và khai thác nguồn lực tổng thể. Những hoạt động này được phối hợp thực hiện song hành, trao đổi xuyên suốt trong quá trình xây dựng các ý tưởng và dự thảo báo cáo quy hoạch. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Đà Nẵng phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,5-10% một năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 195 triệu đồng trên một người. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên GDP đạt trên 40%, thu ngân sách tăng bình quân 9-11% một năm, tổng số vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 10-12% một năm. Huy động vốn đầu tư phát triển xã hội đạt khoảng 800.000 tỷ đồng. Về tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng xác định xây dựng thành phố trở thành đô thị lớn, sinh thái thông minh, bản sắc bền vững, là trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế, khu vực và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Kế hoạch Đầu tư, lãnh đạo các bộ ngành và các chuyên gia đã tham gia nhiều ý kiến đề cập toàn diện các lĩnh vực, nhất là các vấn đề còn vướng mắc để hoàn thiện quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua vừa rồi cho thấy là vấn đề đặt ra là chúng ta thấy là chúng ta ứng phó với cái yếu tố phi truyền thống như là dịch vụ dịch bệnh chẳng hạn, thế nó làm cho cái tăng trưởng của Đà Nẵng giảm xuống rất là sâu. Thì tôi cho rằng cái xem cái mô hình tăng trưởng ở đây thì có lẽ là phải là du lịch rồi là công nghệ cao và trung tâm công nghiệp là công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao ở đây là đặt một vấn đề rất là trung tâm trong cái mô hình phát triển của Đà Nẵng. Bởi vì Đà Nẵng cũng có thể là đi đầu trong vấn đề này và dư địa tôi nghĩ là Đà Nẵng cũng là cần có. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cũng đã tham gia nhiều vấn đề liên quan đến báo cáo đánh giá môi trường, chiến lược của quy hoạch thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các đại biểu quan tâm nhiều đến việc thích ứng biến đổi khí hậu để phát triển bền vững. Chúng ta có con sông Hàn, thế thì bây giờ các anh lưu ý cho cái vấn đề tức là nguồn nước đưa xuống sông Hàn đấy. Đó. Tất nhiên bây giờ trong luật bảo vệ là nghiêm ngặt rồi, nhưng mà nhiều khi quy hoạch đặt ra chúng ta không xử lý được. Vậy thì bây giờ nên thế nào để đảm bảo cái sông Hàn đúng nghĩa là cái sông của du lịch, của phát triển? Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của Đà Nẵng trong triển khai quy hoạch, thể hiện khát vọng phát triển và đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương về phát triển thành phố. Nội dung quy hoạch đã được thể hiện sự liên kết đồng bộ trong định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, sắp xếp rồi phân bổ không gian các cái hoạt động kinh tế xã hội phù hợp với cả các cái mục tiêu phương án phát triển của các ngành lĩnh vực một cách rõ ràng và cơ bản là bám sát được cái nghị quyết 26 của Trung ương cũng như là nghị quyết 43 của Trung ương về phát triển Đà Nẵng cũng như là các cái quy hoạch của cấp cao hơn ngành
quy hoạch tổng thể, rồi quy hoạch định hướng, quy hoạch vùng, thì chúng ta cơ bản chúng ta đã bám sát và đáp ứng được yêu cầu. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đề nghị thành phố Đà Nẵng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của hội đồng thẩm định cũng như các bộ ngành chuyên gia để hoàn thiện dự thảo quy hoạch, trong đó lưu ý vấn đề then chốt cho chặng đường phát triển tới, lưu ý các đột phá động lực tăng trưởng mới và vai trò đầu tàu của Đà Nẵng trong khu vực. Phải xác định rõ hơn cái vai trò, vị trí và sức mạnh mới của Đà Nẵng. Theo đó phải là trung tâm của vùng, là cực tăng trưởng của vùng. Vùng là vùng động lực ấy. Xác định vùng động lực mà mình lại là trung tâm, mình là đầu tàu lôi kéo lan tỏa và phải là bệ đỡ cho Tây Nguyên. Dù là kết nối Đông Tây, Nam Bắc, cái điểm trung chuyển, nhưng nó sẽ là cái bệ đỡ của Tây Nguyên. Toàn bộ Tây Nguyên có muốn phát triển hay không là phải dựa vào các cái tỉnh ven biển. Nếu mà chúng ta không phát huy được cái vai trò sứ mệnh đó thì không đáp ứng được yêu cầu. Bây giờ cái vấn đề của Đà Nẵng nó đặt ra cho Đà Nẵng nó lớn hơn rất nhiều. Thế mà từ đó thì các cái mục tiêu của chúng ta cũng xem lại. Với tỷ lệ thống nhất cao, Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản thống nhất thông qua quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thông qua báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch, đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp thu góp ý, hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch theo quy định và hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch.